không có đi tơ trong thị vòng, nếu như alkan mà không có đi tơ trong thị vòng thì nó sẽ thuộc nhóm nào? Proto alkaloid, đúng không? Thì mình sẽ có alka điển hình là trong tỏi độc với lại ma hoàng, đúng không? Về ma hoàng thì chị xem sơ lược thôi, ví dụ như alkaloid chính là efferin. Bây giờ người ta cũng ít sử dụng, đúng không? Trước đây người ta dùng nó ở dạng là pseudo efferin cho một số thuốc mà chị sổ mũi đó, bây giờ thì đã xài. Tuy nhiên thì cái này thì cô cũng không có yêu cầu các chị học đâu, tham khảo là bởi vì cái này bây giờ người ta cũng ít xài. Quay cây tỏi độc, ma hoàng chị chỉ cần biết những cái mà cô đã giải thích bằng đại cương là được rồi. Bởi vì ma hoàng hiện nay nó xem là một cái loại mà chiết xuất cái anh trang, nó xem là một loại ma túy đá đó, mình có thể sử dụng. Và ma hoàng người ta dùng thường là nếu mà mình dùng cái bộ phận và cái thân của nó có từng đốt đó anh chị, nhìn ở đây nè, dược liệu mình có sử dụng hai cái bộ phận dùng của ma hoàng. Thường trong dược liệu mình là mình dùng cái dạng lấy anh ca là cái thân nó có từng đốt gì nè, mình lấy cái đốt ở giữa bỏ hai cái mắt ở hai bên. Tuy nhiên thì trong dân gian người ta vẫn dùng ở dạng ma hoàng căn, có nghĩa là rễ, và hai cái bộ phận dùng của nó không dùng nó khác nhau. Một cái là dùng để giải cảm khi dùng cái rễ. Tuy nhiên thì cái này thường để lấy anh ca thì chị sẽ dùng ở cái đoạn thân mà bỏ đi hai cái mắt ở hai đầu, nó từng lắm như lắm mía, mà cái thân nó nhỏ xíu à. Chị qua cây tỏi độc. Trong cây tỏi độc á, thì mấy chị lưu ý cái tên khoa học của nó. Thật ra cái cây này thì mai nó đã có vào mùa thu, thì nên tên của khoa học của nó sẽ có chữ autumn. Autumn là mùa thu. Con chi sơn autumnale, họ hành đi đi ác. Dùng người ta dùng hẹp, và alkali chính của nó là gì? Conchisin. Thì khi nhắc tới công dụng của conchisin thì chị nhớ hai cái công dụng chính là gì? Thì bình gút và dùng trong nông nghiệp để lại tạo giống mới, nhớ hai cái công dụng này. Tuy nhiên trong cái công thức conchisin đó thì nếu mà hỏi thì khó thì sẽ hỏi như thế này. Chị nhìn ha, trong cái conchisin nó có một cái nhóm methoxy chỗ này, đúng không? Đúng không? Thấy không? Thì thường nó có nhóm methoxy này thì người ta sẽ có cái cách để chiết được nó, đúng không? Dễ không? Chuyển cái này thành gì? OH-phenol. Thì nó sẽ chuyển cái này thành OH-phenol thì người ta sẽ chuyển như thế nào? Tác dụng với HNO3. Trên tác dụng với axit. Rồi nếu như nó có cái OH-phenol ở đây thì nó có làm sao? Đúng rồi, tan được nước kiềm thì một số cái như vậy, hoặc là nó sẽ tác, nó có OH-phenol thì nó sẽ tác dụng được với muối kim loại, đúng không? Tạo nên những phốt tổ có màu. Cho nên người ta có thể định lượng nó dựa vào phương pháp cao màu được luôn. Cái này hôm trước ở phần đại cương cô có nói rồi. Đây. Cho tác dụng với axit thì cái này mình, cái chỗ này chuyển thành OH phenol, và mình có thể OH phenol thì cho tác dụng với muối kim loại thì tạo ra phốt tổ có màu, cho nên dùng cái phương pháp này để định lượng được conchisin. Thì ra câu này nếu mà hỏi khó là hỏi là trong các alka sau đây alka nào có thể định lượng được bằng phương pháp đo màu. Thì khi mình chỉ đi thực tập thì có một cái alka đó là strychnine, mình chỉ sẽ định lượng bằng phương pháp quay phổ Venis. Tuy nhiên cái này không có hỏi đâu, bởi vì đi thực tập không có làm thì cô sẽ không có hỏi cái này. Là thực tập có làm thì cô mới hỏi. Nhớ cái công dụng chính của nó là được rồi. Qua dược liệu chứa alkalic nhân indol, anh chị học kỹ nè. Nhân indol nó chỉ có mấy dược liệu chính. Hai đó là gì? Mã tiền với lại gì? Đúng rồi, học kỹ nhá. Khung cấu trúc chính của nó là cuminol. Nếu muốn nhận diện ra những alkalic mà có khung cấu trúc là cuminol thì anh chị sẽ nhìn dựa vào đâu? Nitơ, coi nitơ nó nằm ở đâu, đúng không? Nitơ nó nằm ở đâu? Trong cái vòng năm cạnh thì đó là cuminol. Thì đầu tiên anh chị sẽ có cây dừa kẹn. Cây dừa kẹn tên khoa học ha, Cataranthus rosimus, họ Apocynaceae. Hoặc tên khoa học cho cô nhé. Bộ phận dùng của nó có hai cái bộ phận dùng, một là rễ hay là lá. Và ở hai cái bộ phận dùng này thì alka nó cũng không giống nhau. Ví dụ nha, ở rễ thì một người ta chiết alka khác, alka chính là alka khác, và ở lá là alka khác. Những alka mà chính mà có ở lá thì nó không có ở rễ đâu, lưu ý cái này. Và trước đây dân gian người ta dùng rễ dừa kẽm, người ta dùng cao toàn phần, cao chiết toàn phần thì người ta dùng để điều hòa huyết áp. Sau này người ta nghiên cứu ra trong lá dừa kẽm nó có hai alka chính có khả năng trị ung thư máu. Học rồi đúng không? Yeah. Tên alka là gì? Vinristine, đúng không? Rồi. Hiện nay thì cái thuốc trị ung thư máu vẫn là nguồn chiết xuất từ lá dừa kẽm, vẫn chưa có thuốc thay thế đó nhá. Đây, đó là cuminol. Vậy thì trong rễ dừa kẽm alka chính của nó là riseguin đó.
Còn trong lá thì là viên calicolastin hay còn gọi là viên lastin và viên ristin. Và khuôn cấu trúc chính là khuôn indol luôn. Đây, nitơ nằm trong dị vật 5 cặp. Nhìn coi nitơ ha. Nitơ nó nằm ở đâu? Trong dị vật 5 cặp thì là khuôn indol. Dùng á, hai cái amca này thì nó có khả năng trị ung thư máu, nhớ cái công dụng của nó nha. Amalicin, amalicin thì ngoài cái việc nó có trong dừa kẹ thì nó có trong ban dạ, một số cây thì cái đó là tăng tuần hoàn máu não gì đó vân vân, thì mấy cái này không phải cây chính thì thôi, chỉ tham khảo là được rồi. Ban dạ cây này cũng tham khảo, không cần học. Bởi vì trong amca khi mà học thì hiện nay người ta sử dụng những cái dược liệu nào mà hiện nay thường dùng thôi, còn những cái này rất chậm thôi, chỉ có tham khảo thôi. Với lại amca hỏi nhiều là hỏi về cái phần đại cương đó nha, học kỹ phần đại cương rất nhiều cái để hỏi. Cây ba gẹt này đó, thì nó có rất là nhiều loài. Trong vườn của mình có một loài đó là trong vườn mình có cái cây này nè anh chị, ba gẹt Cuba, Tetraphylla, Tetra là 4, nó sẽ có 4 lá. Ở trong vườn ở dưới của mình có cây này. Còn ba gạc Việt Nam thì mình không có đó, không có trồng cây này, mình có trồng cây này. Cây này là ba gạc Ấn Độ, là người ta nói cái rễ của nó giống như con rắn, thì cây này mình cũng không có trồng. Nhưng mà cây này đặc điểm nhận diện rất là dễ. Cây trong villa là 4 lá, thì nhìn cái hình đó, ở dưới vườn mình có. Đây, cây này luôn. Chị thấy nó có 4 lá mà, cho nên ta đặt tên cái loài nó là cây trong villa ha. Hai cái nhỏ dưới và hai cái lớn hơn chừng. Thì cái quả của nó, thì có anh kè. Và thường anh ca của nó chính là amalicin mà người ta chiết ra để tăng cường máu não, như thế này giờ cũng sử dụng lắm. Thế nên thôi, chỉ biết vậy là được rồi. Bốn lá. Đây, cây này. Mặt tỉ. Mặt tỉ. Tên khoa học là gì? Chitnus fumica. Trên tên khoa học của mã tiền có chỉ biết được mấy đặc điểm dựa trên tên khoa học ạ? Dựa trên tên Chitnus fumica thì chỉ biết được mấy đặc điểm về cái cây này. Thứ nhất, chữ nó cho mấy chị biết được điều gì? Chitnus. Ôi, nó là ý chỉ hạt mã tiền nó rất là cứng. Fumica là cho biết cái tác dụng phụ của hạt mã tiền là nó gây nông ói. Chitnus là tên chi và Ancalis chitnin được đặt từ tên chi của mã tiền ha. Chitnin, chitnus. Nhớ cái ý nghĩa của cái tên khoa học của nó nha. Bộ phận dùng của mã tiền chính là hạt. Và trong hạt mã tiền có mấy anca chính? Hai. Đó là chitnin và glucin. Đúng rồi, anca nào có tác dụng dược lý? Chitnin. Hiện nay thì mã tiền người ta dùng ngoài không ạ? Đa số là dùng ngoài, ví dụ như mình chỉ có cái ca mã tiền trong một số chế phẩm như cồn so bóp của OVC dùng. Hay là trong một số cái dạng người ta dùng ở dạng cao tiền hoặc tất cả chiếc anca ra. Nhưng mà trong chiếc anca ra thì có một cái chế phẩm là chitin sulfat với B1 mà thường dùng để mà người ta nuôi heo để tăng trọng. Bởi vì ở liều thấp nó có tác dụng kích thích tiêu hóa nhẹ, thường người ta sử dụng cho những cái con heo. Alkali chính là strychnine và glucin. Điểm khác biệt giữa hai alkali này là chị nhìn khác biệt trong cái cấu trúc giữa hai cái R. Glucin thì nó có gì? Hai nhóm methoxy đúng không? Và strychnine thì hai đây là hai hydro. Thì người ta dựa vào hai nhóm methoxy này thì người ta để làm gì? Để loại đúng rồi. Tại sao phải loại glucin đi trong quá trình chiết alkali? Phải loại glucin. Bởi vì nó không có cái dụng dược lý đúng không? Nếu như mình loại glucin đi thì mình sẽ loại bằng cách nào ạ? Mình dựa vào cái cấu trúc nó có hai nhóm methoxy đúng không? Mình sẽ làm gì? Cho tác dụng với cái tác dụng với acid sao nữa ạ? Thì nó sẽ chuyển thành hai nhóm OH phenol. Và khi nó có hai nhóm OH phenol thì nó sẽ tan được trong dung dịch nước kiềm. Cho nên mình
sẽ lắp cái kềm thì mình lấy cái lớp nước kềm thì mình lấy rosin đi, còn mình lấy cái lớp dung môi hữu cơ thì mình lấy lấy strychnine. Con này thì kiểm tra hôm nay không có đâu, phải giao đi thi chứ mấy này nó dễ quá. Hôm nay kiểm tra phải là những cái câu khác, trời ơi thầy dành thi thôi chứ hôm nay không có mấy câu này đâu, thì đơn giản lớp anh chị là rõ đó, có 13 câu anh ca, 7 câu chất béo, lớp kia nó tới 20 câu anh ca lắm, cái lớp thứ 7 này kìa, mà 20 câu của nó cũng khác hoàn toàn. Hả? Vậy lớp thứ 7 thì có 2 trang. Không phải thi. Kiểm tra. Giờ mình đang có 6, 7 lớp dược liệu 2 lần mà những chuyên đề nó phải khác rồi. Chứ mấy chị học gần nhau, chị hỏi nhau được chưa? Mình nhất là lớp 3, 4, 4, 5 đề càng phải khác nhiều. Đâu có nhớ gì đâu nha. Rồi, trong cái phần mà đối với bài mã tiền thì mấy chị sẽ thực tập một cái bài đó là định lượng anh ca. Trích nghiêm bằng phương pháp quen phổ UVVIS. Thì cái này chị sẽ làm trong thực tập, bài này làm nhanh lắm. Nhưng mà có cái trong quá trình trí cứ lắc thì nó lâu hơn, sau đó ngồi chờ đo vô máy xong là có kết quả liền. Bài này thì có một cái anh chị phải lưu ý là trong hạt mã tiền, hạt thì nó sẽ có chất béo đúng không, cho nên hạt thì nó có chất béo, cho nên trong quá trình mà anh chị trí thì anh chị lưu ý là thường người ta trí xong người ta sẽ lọc nóng, còn nếu mà để nguội thì nó sẽ bị cái chất béo nó làm cho cái dịch chất nó không có qua được cái dây lọc. Vậy nên mình muốn đi thực tập lưu ý cái này, với lại lúc mà lắc cho mình nóng nhẹ khi mà anh chị học thực tập sắp học rồi đúng không, sắp học rồi đó, học tuần 2 bài lần mà, thì nếu chị chiết anh ca thì chị cũng lưu ý đối với cái hạt mã tiền chị lắc mình nắm gạn nhẹ nhàng thôi, nó nhổ một cái chị không có tách lớp được, không tách lớp không lấy được cái lớp mà chứa anh ca thì khả năng của chị định tính nó không có ra màng, cho nên lưu ý với cái mà có chất béo nha. Trong cái phần định lượng thì anh chị thực tập anh chị sẽ làm cái này có thể con sẽ hỏi thi. Thì cái phương pháp mà định lượng hoặc phương pháp quen phổ UVVIS là mục đích của mình là mình sẽ chiết bằng cái quy trình chiết ăn ca và quy trình chiết ở dạng 3 giờ rồi làm cái trang theo dược điển luôn. Sau đó mục tiêu của cái bài thực tập này là phải cho biết cái bộ vận dụng là hạt mã tiền tại bộ môn á, hàm lượng strychnine là bao nhiêu, có đạt theo quy định của dược điển Việt Nam năm hay không. Thì lúc này mấy chị thấy là người ta quy định là hàm lượng strychnine thì không được thấp hơn 1,2% tính theo lượng dược liệu khô kiệt, có nghĩa là lượng dược liệu này mấy chị phải trừ đi cái độ ẩm. Chị cho biết kết quả là bao nhiêu, cái này theo quy định của dược điển năm nó cũng giống như vậy, cái này cả năm cô sẽ hỏi cái con số này luôn đó nha. Trong cái bộ câu hỏi cô về tinh dầu, cô có hỏi một số cái hàm lượng của tinh dầu trong dược liệu là theo quy định của dược điển là bao nhiêu, thì trong bộ cũng hỏi hình như là thầy Thương có gửi cho lớp anh chị chưa? Dạ chưa. Tại vì lớp trưởng không có kết bạn Zalo với cô có gửi rồi mà nó không có kết bạn, nó chậm cho nên là nó không có vô được, nên anh tự cái đó là do lỗi của anh nha. Cô đã gửi hết cho các lớp trưởng rồi và cô cũng đã gửi cho anh, nhưng mà anh chậm kết bạn nên nó không vô được. Thì này là anh chị tự kiếm lớp trưởng hay nói chuyện. Vậy thì cái này sau khi mà anh chị làm theo phương pháp đó xong thì cái kết quả này cũng tính theo quy cái dược điển luôn. Dược điển người ta đưa ra một cái công thức mà người ta đã khảo sát rồi. Tuy nhiên ở đây cô muốn nói là khi anh chị đo trong cái máy quang phổ UVVIS thì ở cái kết quả là hằng số A, là người ta nói là cái kết quả mà anh chị đo được trên máy quang phổ ở cái bức sóng 262 nanomet, và ở cái hàng số B là cái độ hấp thu mà chị đo trên máy ở bức sóng 300 nanomet. Vậy thì câu hỏi của cô được đặt ra ở bức sóng 262 nanomet này, chị nhìn trên công thức và 300 nanomet nhé. Chị cho cô biết có bao nhiêu anh ca hấp thu ở hai bức sóng này. 262 thì anh ca nào hấp thu ạ? Và 300 nanomet thì anh ca nào hấp thu?
hóa nhẹ ha. Rồi, ở liều cao có nghĩa là ở liều điều trị thì nó thường dùng, có nghĩa là kích thích thần kinh trung ương mà, cho nên ở liều điều trị thường thường nó sẽ dùng cho những cái bệnh nhân bị nhược cơ ha, hay là bị liệt dương chẳng hạn. Còn khi dùng hơi quá liều thì bắt đầu nó sẽ gây co giật kiểu uống quán tay tận đi. Thì cái này khi nó chỉ đi thực tập liệu lý, chỉ chích trên con chuột á, quá cái liều thì nó sẽ gây co giật. Và người ta cũng dùng tricnine bởi vì nó có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, nên người ta có thể dùng nó để giải độc thuốc ngủ và Vitoric vì nó gây ức chế, thế này gây kích thích thì dùng để giải độc thuốc ngủ. À, một số cái công dụng ngắn gọn thôi, không cần phải học quá nhiều. Để dành đi thực tập người ta hỏi công dụng tricnine thì ghi ra. À, một điểm nữa, hiện nay á, hạt bản tiền được dùng để làm cồn sao hót, chữa tê thấp, bại liệt vân vân, hay là để chiết xuất tricnine, thì một số chế phẩm cũng mình biết, ví dụ như hiện nay những chế phẩm nào mà nó được chiết xuất từ cao của hạt mã tiền chẳng hạn, ví dụ anh chị sẽ kể một số chế phẩm mà có khả năng chữa đau nhức là tê thấp, ví dụ như là viên phong thấp của Fancy OBC là một. Thứ hai là phong tê thấp bài vàng, ví dụ một số thuốc đông dược thôi, hoặc là Hidan, hoặc là anh chị thấy có chế phẩm strychnine sulfat á, đây cái này ở dạng thuốc tiêm, đây dùng cho heo. Hoặc là trong cái cồn so bớt của Chavaco cũng có ha, để trị đau lưng nhức mỏi á. Đó là một số chế phẩm hiện nay. Thôi cái này lá nóng thì chị không có học, bởi vì thực liệu này nó rất là độc, cho nên người ta không có nghiên cứu mà nó chứa anh can thực bị độc. Và vì nó độc quá cho nên không ai nghiên cứu và cũng không có sử dụng nó cho biên học, cho nên này không cần học. Mà học học y hay là dược thì thường sẽ biết lá nóng đúng không? Không ai mà không biết cái này. À, dược liệu chứa alkaloid cuntraban thì mình sẽ có hai cây điển hình, thứ nhất là cây cà độc dược và thứ hai là cây peladon. Và đối với những cây này là nó họ cà và nó thuộc chidatura, và những cây họ cà mà thuộc chidatura thì nó sẽ có alkaloid cuntraban. Mình muốn nhận diện được cái alkaloid cuntraban thì chị sẽ dựa vào đâu? Trong cấu trúc của nó sẽ có cấu trúc este, đúng không ạ? Và nếu như trong anca này mà nó có cấu trúc este thì sao, trong quy trình chiết mình sẽ lưu ý gì khi mình uống chiết anca ở dạng 3 giờ? Không đun nóng. À, không được đun nóng trong môi trường kiềm bởi vì nó sẽ bị phân, đúng không? Anca sẽ bị phân hủy gì đó, vân vân. Đó, vậy thì những anca chính của cái cây cà độc dược hay là cây peladon là gì? Atropine, theosinamine, scopolamine, đúng không? Và atropine là nó dạng hỗn hợp racemic, được chưa? Thì đó là một số cái chị phải lưu ý. Trong đây là cây cà độc dược ha. Bộ phận dùng của nó thì nó dùng bộ phận dùng là gì? Lá nè, hoa nè, hạt. Và bộ phận dùng mà có chứa hàm lượng anca cao nhất là hoa. Và hàm lượng anca trong cà độc dược cũng khá là thấp, nó chỉ khoảng 0.mấy% thôi. Và nó cao nhất là ở hoa là nó khoảng 0.5-0.6%. Còn lại lá rồi là nó cũng thấp ha. Đây, nhìn. Hoa là cao nhất á. Ai, khung cấu trúc chùa bà hay cái cấu trúc este là nhận diện được với mốt đi thi, người ta vẽ cái hình. Thì nhìn nhá, những đặc điểm mà cô lưu ý với anh chị thì anh chị nhớ. Thì trong cái bột dược liệu mà mai mốt đi thực tập thì có thể cô sẽ cho soi cái điểm nguyên cái này được á. Bởi vì mình thực tập chiết cà độc dược thì cô sẽ đổi, không có cho anh chị chiết, là bởi vì chiết cái này hàm lượng anca thấp quá, chị chiết nhiều khi nó không có ra, chăm sóc tí nó lên, thì có thể cô sẽ cho mấy chị soi. Thì cái bài kiểm nghiệm thì cô sẽ cho mấy chị soi cái này. Thì nếu như soi mà muốn biết cái bột đó có phải là bột của cà độc dược hay không, bột hoa cà độc dược hay không, hoặc là lá, thì dễ hơn tìm cái này nè. Lông che chở và bị có một cái đoạn thấp ở giữa, có nghĩa là lông che chở đa bào nhé, có nghĩa là từ hai tế bào trở lên là gọi là đa hay không mà. Một, hai, ba và có một cái đoạn eo nó thấp chính giữa, nghĩa là phải có một cái đoạn tế bào nó ốm lại. Thì đây là cái đặc điểm đặc trưng để nhận diện dược liệu đó là cà độc dược. Con này có thể gặp trong đề thi đối với lớp anh chị. Bởi vì khi cô dạy đề thi cho anh chị thì cô dạy cái gì cho từng lớp riêng biệt thì cô sẽ giảng trên lớp nó sẽ hơi khác nhau, thì anh chị sẽ tự nói lại, được chưa? Vậy thì đây là cái cấu tử mà giúp cho anh chị nhận diện được đây là bột lá cà độc dược chẳng hạn. Trong cái quy trình chiết cà độc dược thì quý chị nhìn từ trên xuống dưới, người ta không có đun nóng đâu,
Tuy nhiên trong dược liệu khi mà mình chiết anca thì mình sẽ có một cái bước là thường mình sẽ chiết bằng mình nóng và mình sẽ đun trên bếp cách thủy để có sự gia nhiệt. Và khi có sự gia nhiệt thì nó sẽ tăng hàm lượng các hoạt chất nó tan vào trong cái dung môi. Nhưng mà trong bài cà độc dược nó chỉ sẽ không có cái sự gia nhiệt như vậy. Thì nếu như vậy thì mình phải thới một cái bước khác để mình hàm lượng anca nó thấp mà. Mẹ giờ bỏ vô cái rồi chiết ra buổi nó không có anca. Thì sao? Vậy thì chị phải thới cái bước đun trên bếp cách thủy bằng cái bước gì? Lắp trong dung môi mình làm ẩm xong rồi cái lắp chiếc bằng dung môi cơ hay gì đun trên bếp đó, chỉ cứ lắp để tăng cái sự hòa tan của anca vào trong cái lớp dung môi cơ. Và lúc đó chị làm ẩm cũng phải làm ẩm kỹ nha, bước đó là quan trọng nhất. Nếu mà chị làm ẩm không khéo là anca nó không có tan vào được á, chị cứ ngồi lắp lắp cái này thì bài này cũng khá là dễ đình cổ lắp cái đứng nói chuyện hay nhắn tin gì đó. Dung môi cơ mà nó bay hơi nhanh nó phục lên nó gớt xuống cái nắp bể cho là đền cả bộ, vừa bình vừa nó. Cho nên lúc lắp là phải kềm, xong khoảng 1-2 phút là phải bỏ nắp xả hơi xong đậy lại. Cứ lắp hoài, trường hợp thứ hai xảy ra nữa là nhiều khi là kềm cái nắp rồi không có bể. Nhưng mà lắp hồi dung môi nó bay, cái nó khô. Khô cái lại phải chăm vô cái lắp tiếp, lắp hồi cái nó khô, cái lại chăm vô. Mất thời gian, 10 giờ vẫn chưa xong nữa. Cho nên là cái bước này là cái bước làm ẩm là quan trọng nhất. Nếu như cái bài đó mà cho các chị thực tập là phải làm ẩm kỹ, thứ hai là phải lắp để cho tăng cái lượng anca nó tan vào. Và vì hàm lượng anca thấp mà bước này cũng phải lưu ý để mà chăm sóc khí nó mới lên. Thiệt ra là bộ môn cô có hai cái chất chủng này luôn á, cho nên vẫn có thể cho làm được. Để hôm đó chọn một nhóm là học giỏi giỏi cho làm nguyên cái cà độc dược đi nhá, để mình chấm thử mình coi như thế nào. Ai nói đó thì bài cà độc dược thì mình chỉ chiết và định tính, và mình sẽ định tính bằng thuốc thử chung và định tính bằng sắc khí nước mỏng thôi, chứ mình không cần làm với thuốc thử đặc hiệu cũng được. Mà làm thì cũng thuốc thử đặc hiệu thì bộ môn cũng có thuốc thử chứ chị làm thôi được rồi, khi nào thực tập đi rồi tính. Rồi cái belladone, cái belladone thì nó công dụng hay là thành phần hóa học hay là bộ phận dùng thì nó giống như cà độc dược, chỉ khác cái tên khoa học thôi. Lưu ý chỗ này, quy trình chiết cũng như nhau, ăn ca chính cũng giống nhau. Rồi qua dược liệu chứa anh ta biết là khung phenolin thì chúng chị sẽ học dược liệu tên gì ạ? Canxina. Tên khoa học là hiển nhiên phải học rồi. Cinchona. SPB là nó có nhiều loại ha. Họ cà phê. Hiện nay canxina hiện nay trồng rất là ít và hiện nay nó được trồng trên Lâm Đồng. Một số trường đại học hiện nay không mua được canxina cho nên sinh viên sẽ được bỏ cái dược liệu này trong thực tập anh ca. Tuy nhiên bộ môn mình thì có mua được đó, là bởi vì tại cô Tiết ở Lâm Đồng có trồng á, cho nên mỗi năm cứ gửi xuống cho bộ môn thôi. Nên thì làm đủ hết tất cả các phản ứng phụ canxina. Chẳng những làm mà phải làm ra rõ màu giống như đã học trên lý thuyết. Bởi vì mình đã học rồi, trong canh kina thì hàm lượng anca trong vỏ thông khá là cao, cho nên phản ứng làm cũng rất là rõ, trừ khi là dùng vỏ cằn thôi. Cho nên bộ môn lấy là đúng vỏ thông luôn. Cho nên tất cả các phản ứng của canh kina chị học trên lý thuyết là thực tập chị làm đều giống như vậy hết. Còn làm không ra được màu giống như vậy là sẽ trừ điểm đó nha. Rồi học tên khoa học. Bộ phận dùng thì người ta dùng quả thông thì hàm lượng anca nó sẽ cao. Thì trong các cái phản ứng với thuốc thử chuyên biệt của canxina thì có một phản ứng đó là ra hê đun bột dược liệu. Nếu như mà mình dùng quả thông thì chắc chắn phản ứng nó sẽ xảy ra. Còn nếu mình dùng quả cằn thì phản ứng nó sẽ không làm được. Nhưng mà bộ môn làm được bởi vì cô test này rồi, chắc chắn chị làm cho ra nhá. Hai, bộ phận dùng là quả thông. Hiện nay là ở Lâm Đồng người ta có trồng. Thiệt ra người ta trồng cũng chỉ để ngâm rượu bổ thôi, rượu bổ canxina. Chứ giờ sốt rét thì cũng hiếm đúng không? Ít. Với lại người ta sử dụng những cái khác. Hàm lượng canxina của nó, trong canxina hàm lượng anca nó khoảng từ 7 đến 10. Thì trong những cái dược liệu mà anh chị kể cho cô nghe những cái dược liệu nào mà hàm lượng anca nó nhiều? Canxina đúng không? Nào nữa? Cái thuốc phiện, chính xác. Mã tiền. Đó là ba dược liệu mà chứa hàm lượng anca cao nhất đúng không? Đúng chưa? Còn mấy cái kia nó thấp lắm, phải không chẳng mấy chẳng mấy. Ừ, con này có hỏi kiểm tra, hỏi cái gì thì hỏi trong đề sẽ biết. Tự lưu ý nha, con cũng mới vừa nhắc xong. Rồi, khung kinolin, làm sao mình nhận diện được khung kinolin? Thật ra cái này học trong đại cương rồi. Làm sao nhận diện được khung kinolin? Chúng ta nằm ở đâu? Trong nhiều vòng sáu cạnh đúng rồi. Vậy thì mình sẽ có kinin, kinidin, sinchonin và sinchonidin là các alkaloid chính của canxina, đúng chưa?
mình cũng soi bột canh mina thì mình sẽ thấy nó có nhiều cái khối lượng màu nâu đỏ này, dễ lắm thôi, không hỏi đâu, dễ mà. Nhưng mà trong cái quy trình chiết ăn calorie của canh mina thì nó có một cái điểm đặc biệt là khi anh chị đi thực tập thì cô sẽ cho anh chị chiết ăn calorie ở dạng 3 giờ. Và cái kiềm mình sử dụng là để làm ẩm một dược liệu là kiềm gì? NaOH hoặc CaOH 2 lần. Vì sao ạ? Mình có dùng amoniac được không? Không. Tại sao? Vì canh kina có thể... Mình có nói vì canh kina là sai đó. Vì ăn calorie của canh kina tính kiềm nó khá là mạnh. Và chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn amoniac. Cho nên mình sẽ dùng cái kiềm có tính kiềm mạnh hơn ăn ca của canh kina, đó là NaOH hoặc CaOH 2 lần. Sau khi mình dùng cái kiềm đó rồi thì hôm trước mình cũng có nói là trong phản ứng với các thuốc thử chuyên biệt, cái dịch chiết được sử dụng thường để định tính cái thuốc thử chuyên biệt là mình dùng dịch gì? Dịch nước axit chắc không? Bây giờ nhưng mà cô đang hỏi của canh kina mà, của canh kina đúng là trong các dược liệu thì mình có thể dùng dịch nào cũng được, nhưng trong canh kina là mình sẽ dùng dịch nước axit. Và axit ở đây phải là axit gì? Axit phải có oxy, bởi vì các muối của alkali canh kina trong môi trường axit có oxy nó mới phát được quang, và ta dựa vào những cái đặc điểm đó của các alkali của canh kina. Cho nên trong phản ứng với thuốc thử chuyên biệt của canh kina, cái dịch người ta sử dụng là dịch nước axit. Và hiển nhiên người ta cũng phải có sự chuyển dạng tinh chế để thu được cái dịch nó sạch và tinh khiết rồi. Bởi vì ngay từ đầu là mình chỉ chiết dạng 3 giờ đúng không? Mình chỉ lấy dịch nhuộm hữu cơ. Và bây giờ mình chỉ muốn chuyển nó về dịch axit thì mình chỉ sẽ làm gì? Lắc với nước axit đúng không? Để chuyển nó về dạng muối lấy dịch nước axit. Cái dịch nước axit khi mình chỉ lắc với nước axit thì mình chỉ sẽ chọn axit gì? Axit có oxy đúng không? Đó là cái điểm khác biệt so với các dược liệu khác đó. Vậy thì nhìn ở đây. Đây. Nha, người ta chiết bằng quy trình chiết dạng 3 giờ, sau đó người ta lắp với axit sulfuric 0.5% nè. Đúng chưa? Rồi, người ta mới làm các phản ứng với thuốc thử chuyên biệt. Đầu tiên nhá là sôi bình quang. Thì người ta mới lấy cái dịch nước axit đó, người ta đem vào sôi UV. Thì phản ứng được gọi là dương tính khi nó phát bình quang màu xanh da trời, thì gọi là dương tính. Vậy thì bây giờ anh chị muốn chứng minh trong môi trường axit không có oxy thì nó như thế nào? Bởi vì người ta nói là các anh calorie của canh kina ở dạng muối á, trong môi trường axit có oxy thì nó phải phát bình quang thì mới chứng minh nó là các anh ca của canh kina được so với các phát bình quang xanh da trời. Vậy thì nếu như trong môi trường axit không có oxy thì bắt buộc nó phải tắt bình quang đúng không? Cho nên người ta nhỏ HCl vô, nhỏ vô thì cái bình quang màu xanh da trời nó tắt đi thì phản ứng mới được gọi là dương tính. Có nghĩa là trong môi trường axit có oxy thì nó có bình quang xanh da trời, và trong môi trường axit không có oxy thì nó tắt bình quang thì phản ứng nó được gọi là dương tính. Và câu này cũng là câu trong đề thi của anh chị. Rồi tiếp tục. Vậy thì phản ứng đó được gọi là dương tính. Vậy nếu phản ứng nó dương tính, đây là phản ứng với thuốc thử chuyên biệt thì mình chỉ có kết luận gì? À, trong canh kina có các alkali chính. Tại vì phản ứng với thuốc thử chuyên biệt là cho mình chỉ biết được có alkali nào luôn. Vậy thì có kinin, kininin, sintronin và sintronidin. Được chưa? Rồi. Đó là cái phản ứng thứ nhất. Cái phản ứng thứ hai là thaleokinin. Thaleokinin được xem là dương tính khi nó có màu gì? Màu xanh dựa vào chữ thaleo. Vậy thì phản ứng này khi mình chỉ làm nhá, nó phải cho ra màu xanh ngọc nha, màu xanh trắng thạch đó, màu rất là đẹp. Vậy thì khi làm cái này lưu ý cái gì? Thuốc thử nha, khi đi thực tập là phải chuẩn bị trước mặt sẵn nè, sau đó là mở nắp ra cho những cái ống nhỏ giọt sẵn luôn, làm thật là nhanh. Và cái lượng dịch chiết lấy trong ống nghiệm tối thiểu phải là 2 ml, lấy thấp hơn là nó sẽ không ra đâu, tối thiểu là 2. Và cái lượng mà thuốc thử cho vào nó phải đúng như cái lượng mà cô giải bài cho anh chị trong thực tập luôn. Ví dụ nha, mình sẽ không lấy nước rơm độc, mình sẽ lấy nước saben. Thì với cái lượng dịch 2 ml thì mình sẽ có 5 giọt nước saben. Và bao giờ cái thuốc thử đầu tiên cho vào là phải luôn luôn lắc, lắc thật nhanh cho máu nghiệm. Rồi sau đó thuốc thử thứ hai là amoniac cho vào thì phải cho nhanh. Nếu mà cho từng giọt thì nó không ra màu, cho nhanh amoniac xuống thì lúc này nó sẽ ra màu xanh ngọc. Và các phản ứng kế tiếp đó là eridokinin. Màu gì? Màu đỏ. À, màu đỏ. Vậy thì muốn cho nó ra màu đỏ thì cũng làm tương tự như thaleo, nhưng mà nó khác một bước. Đó là phải cho một cái thuốc thử. Hồi nãy trong thaleo là mình cho saben và amoniac, nhưng mà đối với eridokinin thì mình chị cũng có saben 5 giọt. Rồi, tiếp giữa là mình chị sẽ cho califerocyanid. Rồi, saben cho vào là lắc, là thuốc thử đầu tiên. Nhưng mà califerocyanid cho vào không có được lắc nha. Nếu mà lắc thì phản ứng nó quay trở lại thaleo, nó cũng cho ra màu xanh chứ nó không cho ra màu đỏ. Cho nên califerocyanid cho vào 3 giọt không được lắc, và nhỏ nhanh amoniac xuống thì nó sẽ cho ra màu đỏ hồng. Chị thì lưu ý chỉ lắc khi cho saben thôi, còn những thuốc thử còn lại không được phép lắc và phải cho nhanh, thì phản ứng nó sẽ tạo ra đúng cái màu mình học trong lý thuyết luôn. Nhưng mà anh chị có một cái để anh chị nhận diện phản ứng này,
đừng có để bị trừ điểm là như thế này. Cái dịch nước axit á, trong cái dược liệu Cantina mình chỉ thấy cái vỏ thân của nó màu hơi đỏ đỏ nâu nâu, và cái đặc điểm đặc trưng của Cantina là cái bột dược liệu nó có rất là nhiều cái khối nhựa màu nâu đỏ. Cho nên cái dịch chiết khi nó chỉ chiết ra cái dịch nước axit mà đem đi làm các phản ứng chuyên biệt thì nó chỉ có nhìn cái dịch, nó phải có một cái màu vàng nhạt, thì chắc chắn những phản ứng này nó chỉ làm nó mới ra để lại cho chị chiết nó ra. Còn nếu mà chị nhìn cái dịch nó không màu nhá thì thôi khỏi làm là sẽ bị trừ điểm, tốt nhất là đi chiết lại. Bởi vì nếu cái dịch đó nó không màu là nó chỉ chiết không có ra được anca, nghĩa là cái bước làm mẫm của mình ngay từ đầu ở quy trình chiết dạng 3L thì làm mẫm nó không có hòa tan được anca vào. Cho nên lưu ý cái này, nhớ nhìn cái dịch chiết nó phải có màu vàng nhạt thì lúc đó hãy đi làm các phản ứng với thuốc chuyên biệt, để mà mình khi mà mình làm lần thứ nhất không ra, cái người cô sẽ đánh dấu là làm lần hai, có nghĩa là chấm điểm lần hai là mình sẽ bị trừ điểm báo cáo một điểm. Cho nên nếu mà mình đã thấy cái dịch của mình nó không có màu vàng thì thôi tốt nhất mình đi chiết lại đi. Và cái này là bị trừ điểm rất là nhiều nhóm nha, lưu ý cái này cho cô. Ra he là mình sẽ lấy cái bột dược liệu cho vỏ nghiệm xong mình đun. Thì nếu như nó là Cantina á thì mình bịt cái miệng ống nghiệm bằng bông gòn, cứ đun trên đèn cồn thì mình thấy một cái làn khói tím nó bám ở trên cái thành ống nghiệm, thì dược liệu đó chính là Cantina. Và đối với cái dược liệu này mình phải lưu ý cái gì, mình muốn mà có làn khói tím bám trên thành thì bộ phận dùng của nó phải là gì? Vỏ thân. Còn nếu mà nó là vỏ cạnh thì nó không có được cái làn khói tím đâu, và thứ nó sẽ không dương tính đâu. Bởi vì sao? Bởi vì hàm lượng anca thấp quá thì nó không đủ để mà tạo nên cái làn khói tím. Vậy thì điều kiện của phản ứng này xảy ra bộ dùng phải đúng là vỏ thân, cô có thể hỏi. Và phản ứng ra he dương tính là khi có làn khói tím bám trên thành, và mình cũng sẽ biết được dược liệu đó là Cantina. Còn nếu nha cái dược liệu đó không phải là Cantina, và khi mình làm phản ứng với các thuốc thử chuyên biệt này nè, ví dụ sữa phát bình quang, nó phát bình quang xanh da trời, trong môi trường axit không có oxy nó tắt bình quang, và mình làm Thaleo nó cũng ra màu xanh, mình làm Erino nó cũng ra màu đỏ, mình làm ra he nó cũng ra làn khói tím. Vậy thì dược liệu này không phải là Cantina thì mình cũng có kết luận là dược liệu này có chứa các alkaloid chính có khung cấu trúc giống như các alkaloid chính của Cantina. Bởi vì phản ứng với thuốc thử chuyên biệt nó cho mình biết được gì? Tên anca hay là khung cấu trúc chính của anca, đúng chưa? Đó. Vậy thì một, dược liệu đó là Cantina. Hai là dược liệu này có chứa các anca có khung cấu trúc giống như anca chính của Cantina. Có hai cái kết luận như vậy. Rồi câu này có hỏi gì? Tự nốt lại nhá, theo những gì cô nói á. Thôi Cantina thì quinin thì dùng để trị sốt rét, quinin thì chịu động nhịp tim. Nói chung anh ca học mọi thấy nó rối não không? Rối không? Rối với điều kiện là mình đi học đầy đủ thì cũng hơi rối rối. Còn đi học mà bữa làm bữa học, nhất là buổi đầu tiên mà không đi học là cảm thấy là mình sẽ bị rối rất nhiều. Bởi vì buổi đầu tiên là kiến thức cơ bản của anh ca đó. Nên anh nó trưởng giờ là phải đi âm lại nha. Anh là nghỉ buổi đầu tiên đúng không? Buổi sau mình học tinh dầu thì hôm trước cô đã dạy tinh dầu lớp với chị rồi, thì những ai coi danh lịch nếu mà là tên cô á mà đã học cái buổi đầu tiên tinh dầu rồi thì có thể không cần học cũng được, hiểu không? Bữa thầy nói thầy dạy gì? Bữa thầy nói thầy dạy lớp em. Hồi nãy đó đi lộn lớp đó, cho lẽ thầy qua đây thì thầy dạy tinh dầu nè, cô qua bên kia thì cô cũng dạy tinh dầu thôi, chứ giờ cô đang đi lỡ dở cho nên thôi kệ. Vô cái qua bển cái nghiêng máy chiếu đồ lại nó lộn xộn luôn. Với lại ngày hôm nay lớp bên chị kiểm tra, còn lớp bên kia nó chưa có kiểm tới 27, cái thành ra là nó cứ lộn xộn thôi. Cô dạy lớp này luôn, lớp bên kia hôm nay nó sẽ học tinh dầu. Thì lớp bên chị đã học với cô một buổi rồi thì buổi sau học tinh dầu thì anh chị ai học rồi thì không cần đi học. Thật ra chỉ có con nửa lớp là học rồi thôi, nhưng mà biết đâu đợt này cô đổi đề. Tại vì mỗi lần dạy nó có nhớ dạy gì đâu, có chị thiệt luôn. Ủa còn anh lớp trưởng hôm đó lỡ đi học giờ xui xui đổi đề sao cũng không nói chú được. Thì nói chung nói vậy thôi, chứ nếu ai học rồi thì thôi không cần đi đâu. Nghe nghe lại cô ơi. Hả? Đi nghe lại cô ơi. Không, tất cả nhân mà miễn cưỡng không có hạnh phúc, cảm thấy thích thì mình học, mình không thích thì thôi. Chỉ có một cái là đi học đủ thì thấy bạn học tập tốt thì cho đề nhẹ xíu. Còn ví dụ mà đi học không đủ thì có cảm giác lớp đó học giỏi thì cho đề khó một xíu hơn. Tại vì học giỏi cho nên không cần phải đi học. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ ít khi nào cũng cấm đi đến chị. Hoàng Liên chân gạt.
À, tại sao dùng việc này có tên là hành viên chân gà? Bởi vì cái thân rễ đó, người ta dùng cái thân rễ của nó giống như cái chân gà, giống chân gà nướng không? Giống không? Giống nè. Và nó được mọc trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, người ta gọi nó là hành viên chân gà. Và cái cây này nhá, về đặc điểm cảnh quan chị thấy nó có màu vàng, và thường những dược liệu mà về cảnh quan nó có màu vàng. Hay cái tên nó có chữ vàng hay là chữ vàng thì nó đều có chứa anthraquinone là à, con này có thể gặp trong trả lời ngắn. Cô hỏi những cái gì nãy giờ cô vừa nói thì chị tự nhớ nha. Tên khoa học của nó thì chị nhớ Cotistinta. Thật ra người ta có thể dùng các loài này, thường người ta có thể dùng Cotistinta hay là Cotistinensis hoặc là Cotistinquinquesita, tuy nhiên người ta hay dùng hai cái này hơn, hai loài này nè, Cotistinta và Cotistinensis hơn. Nhớ hai cái tên khoa học đó. Về bộ phận dùng là thân rễ nhá. Rồi, nếu như trong đề cô hỏi là alkaloid chính, nếu mà có chữ chính thì nó chính là các alka nào mà chiếm hàm lượng cao thì sẽ là alka chính, nó chính là becquerel. Nhưng những alka mà có trong hành vi chân gà thì ngoài becquerel nó còn có palmitin và saccharomyces, và đây là các alka trong cấu trúc nó có nitơ một bốn, cho nên thường người ta rất là khó để tách nó ra từng alka riêng biệt. Thường nhá, khi mà phân lập những alka này người ta phải chạy sắc ký hoặc pha đảo silica trên pha đảo thì chạy rất là tốn tiền, một ký của nó mấy chục triệu, tách rất khó. Cho nên thường chiếc alkaloid mà nghe nói là chiếc becquerel, thật ra cũng không chiếc được becquerel không đâu mấy chị, lúc nào nó cũng bị lẫn hai cái alka còn lại. Thậm chí khi mà mình mua chất chuẩn, mấy mốt mấy chị sẽ chấm sắc ký, chị sẽ nói với cô là ủa tại sao cô nói becquerel này là chất chuẩn mà tại sao em chấm nó lên hai vết ba vết, là bởi vì không có tách nó ra được, cả ba đều là có cấu trúc nitơ bậc bốn và rất là khó tách nó ra. Độ tinh khiết của nó khoảng chín mấy phần trăm nhưng mà nó vẫn lẫn, cái đó là môi hàng của mẹ luôn nha, chấm nó vẫn lên hai ba vết, vậy thì cũng chưa gọi là tinh khiết lắm. Nhưng trong cái chất chuẩn của mình thì nó sẽ lẫn hai vết thôi. Vậy thì khi mấy chị đi thực tập nhá, mấy chị chấm sắc ký cái dịch chiếc hoàng liên chân gà mà nó lên ba vết thì mấy chị phải cho cô biết ba vết đó là ba vết nào đó, và cái này cô có thể hỏi thi. Thì có becquerel, palmitin và saccharomyces luôn. Tuy nhiên alka chính của nó là becquerel, và cả ba alka này cấu trúc của nó rất là khá là giống nhau và đều có màu vàng hết. Becquerel thì mấy chị ngoài việc gặp nó có trong hoàng liên chân gà thì nó còn có trong một số dược liệu khác, ví dụ như là cái gì, hoàng đằng, hoàng bá, hoàng liên gai, hoàng liên oro, vân vân. Thì trong các cây mình vừa kể có một cái cây có một cái họ rất là đặc biệt. Thì thật ra mà nói, người ta nói là alkaloid và tinh dầu không bao giờ tồn tại trong cùng một cây, cho nên cây nào có tinh dầu thì cây đó sẽ không bao giờ có alka. Ví dụ cây hoàng bá họ rutaceae nó đã có alka, nó không có tinh dầu. Chỉ mới mốt đi tìm ta hỏi những họ nào sau đây có chứa alka mà hệ họ đó biết có chứa tinh dầu thì đừng có chọn nhá. Asteraceae có alka không? Asteraceae là họ cúc có tinh dầu không? Không đâu mà không, khoa mà không có tinh dầu, mà cúc có tinh dầu không? Thơm không? Thơm. Có uống trà hoa cúc không? Anh có chữa nó không uống gì, anh có biết là hoa cúc nó thơm không? Thơm thì có tinh dầu thôi. Vậy thì nó có alka không? Không, mai mốt có một câu hỏi về cái đó nhá. Vậy thì becquerel là vì nó có cấu trúc nitơ bậc 4. Nếu như trong cấu trúc của nó có nitơ bậc 4 thì nó có điểm gì đặc biệt ạ? Độ tan của nó như thế nào? Khác với các alka thông thường. Vậy đi thi cô hỏi câu hỏi ngắn là alkaloid becquerel có độ tan khác với các alka thông thường, tại sao? Vì trong cấu trúc có nitơ bậc 4. Vậy thì nếu như đi thi cô hỏi trên bài độ tan của alkaloid becquerel thì bài sao ạ? Khác với các alka thông thường thì nó phải khác như thế nào? Dạng 3 giờ, tan trong cồn, dạng muối, kém tan trong nước. Vậy thì muối nào của becquerel được xem là kém tan nhất trong nước? Becquerel lauryl là becquerel citrate là hai muối kém tan nhất. Nhớ nha. Phản ứng mà với thuốc tự chuyên biệt để cho mình nhận diện đó là alkaloid becquerel là gì? Anh có trưởng mới kêu chị học đề cũ đúng không? Mới nói tức thì luôn, anh kêu lấy đề cũ ra học đi á. Trong lớp này mà đề mà có gặp khó khăn gì là do anh trưởng nha. Ngồi đó nói gì cũng nghe hết trơn mà lỗ tai cũng khá là tỉnh ấy. Cô nghe rõ ràng, cô lấy đề cũ ra học cho chắc bạn. Rồi, để định tính anh cao nhất là becquerel thì nó chỉ dùng phản ứng với thuốc tự chuyên biệt.
điểm nhận diện phản ứng dương tính là gì? Màu đỏ thẫm đúng không? Màu đỏ thẫm là do nó tạo ra sản phẩm gì? Oxy hiperin. Thuốc thử chuyên biệt là gì? Acid sulfuric đậm đặc với nước sơ men. Và nhớ làm xong lắc lên nha, chứ đừng có để cái lớp dưới đỏ, cái lớp trên nó không màu. Phải lắc lên thì mới đem về dạng viên thực hiện. Thì bà nắm nó cũng có nữa, nhưng mà thường ví dụ như cô cho chiết hoàng liên trong gà thì hiệu suất chiết heparin nó sẽ cao hơn, bởi vì trong tất cả các dược liệu có chứa heparin á thì heparin nó sẽ có nhiều nhất trong hoàng liên trong gà. Vàng nắm nó cũng có mà ít lắm, cho nên bình thường mình mua vàng nắm 1 kg là khoảng 200 mấy chục ngàn, còn mình mua trong hoàng liên trong gà là 1 kg 1 triệu mấy. Nhưng mà ví dụ nha, mấy chị chiết mai mốt đi thực tập, mấy chị sẽ thấy rất rõ, nếu mấy chị chiết là ở bộ môn cô sẽ cho mấy chị chiết 100 gram hoàng liên trong gà thì nó sẽ ra được mấy gram heparin. Còn chiếc vàng đắng, chiếc 100g vàng đắng nó ra được có mấy hạt để mà riêng à. Cho nên nếu mà tính về số tiền mà mình mua vàng tiền nó mắc thiệt, nhưng mà hiệu suất chiếc nó lại cao. Và câu này cũng là câu trong đề thi của anh chị nhé. Ở vàng đắng, họ của nó là họ tiết dê, menis bomase. Còn vàng liên trên gà là họ ranunculase. Vàng đắng á, đặc điểm nhận diện của nó là nhìn nè, nó có cái tia gỗ khá là đỏ ha, tỏa ra như hình bánh xe. Tiêu bộ của nó tỏa ra trên cái phiến dược liệu và nó có màu vàng điện đắng và nó cũng có anh calochin để mà đi thành phần hóa học công dụng gì đó vân vân y chang như là hoàng liên trong gà, khác cái tên khoa học và hàm lượng anh ca vẹn đi của nó thấp hơn so với hoàng liên trong gà. Đây là một số cây có chứa vẹn đi ha, nên lưu ý nó nhé. Rồi cái họ cho kỹ cho cô. Peridaxe là hai cái họ của hoàng liên gai và hoàng liên oro. Còn hoàng liên chân gà là họ ranunculase. Bình vôi Stefania Gala. Thì bình vôi ăn cao lớp chính tên gì? Rutinin hay còn gọi là L-tetrahydromanatin. Công dụng của ăn cao này là gì? An thở. Mình có chế phẩm là ST-60 hay là Rotunda. Dược điển Việt Nam 5 để định lượng hàm lượng Rutinin. Người ta dùng phương pháp gì ạ? HPLC. Ông nghe tham khảo đi. Còn nem là cái lá này người ta làm nem đúng không? Phải không? Biết hả? Có ăn nem không? Giờ tao không làm lá này nữa hả? Chứ chưa tao làm lá gì? Ủa? Giờ là làm mấy cái lá đó luôn hả? Ủa lá trường ruột nó có chút xíu sao lại? Làm được luôn hả? Giờ là lá con nem không còn hả? Chứ tao làm lá trường ruột. Đó ở đó chát đó, chát nhiều. Đó ở đâu? Cô cũng nem ăn cũng hơi sợ sợ đúng không? Nhưng mà nem thì của miền Tây với miền Trung hai loại nó khác nhau. Cô thì chỉ thích ăn nem miền Tây hơn, còn miền Trung em ăn được bởi vì quê cô miền Tây. Miền Trung nó lợ nó rất là tùy hả? Nhiều người thì ở miền Trung thì chắc là thích ăn ở miền Trung hơn đúng không? À, còn một cái loại ta gọi là ché. Ché thì nó có giống em không? Hả? Không ngon hả? Nhưng mà mấy anh nam thích lắm á. Người ta trộn trộn vô, người ta nhậu ấy, làm giống như gỏi đúng không? Còn hai nhậu là gọt lia liệu. Sen cũng có nhiều ăn ca ha. Rồi, có phiện cây này. Đẹp quá, bông đẹp quá. Cây này là cây hoa tốt mà nó đẹp lắm á. Đẹp quá, đẹp. Trước thì ở đâu người ta trồng, ta nói cho gia súc ăn đó. Đẹp không? Đẹp. Dựa nè, nhiều quả ha. Xong người ta có thể chiết một viên dựa vào trong cấu trúc một viên, nó có hóa cây non. Cả hàng nó bằng nước vô trong.
thì một phiên có hóa phenol cho nên nó sẽ tan vào trong nước vô trong là những dịch kiềm đúng không, nằm ở lớp trong. Còn cái lớp đục là những cái nào nó không tan thì nó sẽ đổ xuống, thì đổ xuống là nó có những anh ca khác. Vậy trong hiệu quả của cây nước thì nó có những anh ca nào? Kể đi, trong đề kiểm tra đó, không kể là không sửa nha. Đó, đâu đi mọc phim cô đi cái gì hơi đuôi trộm đó. Hơi đuôi là từ cấu trúc mọc phim người ta gắn vô hai cái nhóm chị gắn vô hai cái chỗ ô hát đúng không. Sau khi cái quả thuốc viện mà người ta lấy hết nhựa thì nó được gọi là nhựa thuốc viện nhiều anh ca lắm nha, hàm lượng nó khoảng bao nhiêu? 20-30%, hơi bị nhiều á. Chỉ đi ngoài học viên người ta dùng để làm giảm đau thực thể cho nó gây nhiệt đúng không? Các anh ca còn lại người ta làm gì? Chế phẩm ngoài thị trường, chế phẩm ngoài thị trường, thuốc khang gì nữa, một cái cũng rất hay dùng nè. Làm có tác cái chân là gì nữa? Cho chị tiêu chảy á, dẫn chất opioid, thuốc chị tiêu chảy á, biết không? Cái viên mà dùng để cho tiêu chảy khi đi du lịch là viên gì? Lopinavir. Có phải dẫn chất opioid không? Không hả? Thật chất là gì? Gì Lopinavir? Tên biệt dụng nó là gì? Imodium. Imodium. Vậy có phải là dẫn chất opioid không? Không. Không hả? Chắc không? Lopinavir đâu phải. Vậy coi lại nha. Hỏi một câu. Hả? Ai? Mọc phim có OH phenol cho nên có thể tan được trong dung dịch kiềm nhé, cho nên người ta có thể chiết nó bằng nước vôi á, mà nó bằng nước vôi. Con này khó thì khung cấu trúc của nó là khung gì? Isoquinoline đúng không? Đúng rồi. Nhìn cấu trúc của nó hôm trước cô có kêu coi để mô tả đúng không? Đúng rồi. Ừ, kiểm tra hỏi đó. Rồi, trong nhựa thuốc viện thì nó có một cái axit hữu cơ đặc biệt là axit gliconic, cho nên người ta dựa vào đó người ta có thể nào để cái nhựa thuốc viện ngoài không khí nó bị oxy hóa thành màu đỏ nâu thì ta biết cái nhựa bánh nó làm nhựa cái thuốc viện luôn, rất là đặc biệt. Rồi câu này cũng có hỏi kiểm tra luôn. Cao tham khảo mức qua trắng, mức hai trắng thì anh ca chính tên gì? Conexin. Không có chất chính. Phun steroid đúng rồi, công dụng chị ai này em biết chứ, mẹ phải lên chị gì đúng rồi. Phun steroid, phun steroid là cái phun như thế nào? Cái gì? Mấy vòng? Chị công dụng của những anh ca có phun này là gì? Gì mà bán tổng hợp? Không, nguồn nguyên liệu tổng hợp nên kháng viêm hoặc steroid hay là hoặc môn nội tiết tố gì đó không vân à. Đừng có nói bán tổng hợp nha. Cà lá xẻ là trisolanon đúng không? Cà lá xẻ anh ca của nó có chữ gì để nhận diện? À, không có trúc dính không steroid luôn đúng không? Nó thuộc nhóm nào của anh ca? Pseudo hay là nó là sabonin steroid alkaloid đúng không? Pseudo alkaloid. Là bởi vì trong cấu trúc của nó có gì mà ta gọi nó là pseudo? Có đồ gắn vào á, nó là dạng glyco alkaloid á. Nè, nhá. Nên nó là pseudo gắn đường vào. Chứ alkal mình có phải là nhóm hợp chất glycosid đâu? Thì làm gì có gắn đường đúng không? Nhưng mà này có cho nên nó là sabonin steroid alkaloid. Ở đồng phụ nữ bây giờ độc lắm, không ai xài đâu. Trinh nữ hoàng cung, cái cây trinh nữ hoàng cung nó khá là giống cái cây nén đúng không? Nhưng mà cái lá trinh nữ hoàng cung á, bề rộng của nó hẹp hơn và nó hơi mép, nó hơi lượng xấu, nó to hơn cây nén. Cây nén cái bề rộng của lá to hơn. Về cái cong của nó, cái cong của nó hơi tím tím. Cây nén mà ở nhà mình trồng nó hay cái nở có mai ra màu trắng, to thì là to và cái lá nó khá là rộng dưới vườn đó. À, còn trên nữ hoàng cung thì dân gian người ta hay lấy cái lá phân khô xong nấu nước uống đúng không? Nam bảy được chứ đúng không? Không biết à. Nam chín hay nam bảy? Nước cục cũng là nam bảy luôn. Cái cây này thì họ hoa của nó cái họ à,
Didace đó, Amaryllis thì hoa của nó rất là đẹp. Cái tên trên nữ hoàng cung thì hôm trước cô cũng đã nói với anh chị rồi đúng không? Tại sao nó có tên là trên nữ hoàng cung, cô nói chưa? Chưa. Cái cây này đó trước đây là trồng ở cung điện của Campuchia. Và các cái cô cung nữ ở trong cung này hay hái những cái lá này nấu nước uống để trị bệnh phụ nữ, điều hòa kinh nguyệt vân vân. Bộ đội Việt Nam sang thì mới làm cho đem về trồng tại Việt Nam, và cái cây này được trồng trong cung và được sử dụng bởi các cô cung nữ cho nên đặt tên nó là trên nữ hoàng cung. Hiện nay người ta nghiên cứu, người ta thấy là cây này được sử dụng trong để trị ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới hay ung thư cổ tử cung đúng không? Mình có cái chế phẩm có tên là Rila của Dược liệu Trung ương 2 á, mà hiện nay nhiều chế phẩm nó ra cái này đó, không nhất thiết phải là Dược liệu Trung ương 2. Nhiều không chị cô nói tên gì nghe phụ khen, nhưng mà cái đó là thực phẩm chức năng đúng không? Coi kỹ cái số đăng ký nhé, Rila của mình là số đăng ký thuốc á. Hiện nay người ta làm những con cung, người ta nghiên cứu ra cũng có rất là nhiều anh cao và người ta dùng để trị ung thư cổ tử cung và tiền liệt tuyến ở nam giới, ung thư cổ tử cung của phụ nữ. Và nói về ung thư cổ tử cung thì hiện nay cũng khá là nhiều dược liệu người ta nghiên cứu có công dụng này. Hết chưa? Rồi. Giờ mấy chị sẽ xem lại bài đi, ôn bài.